Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em hai chiếc máy cassette rất là đẹp đến từ thương hiệu của Soli. Một con có tên mã là CT1290 với cả một con này là 1390. Đó. Thì như anh em có thể thấy thì chiếc đài cassette này thì nó chỉ phát được mỗi cassette và nó kiểu dạng cầm tay của quân đội. Đó. Thì ở đây anh em thấy sẽ thấy có một con. Đây là cái con 1290 thì mặt trên của nó thì là cassette và mặt sau nó là loa. Để em giới thiệu từng con cho anh em thấy. Dạ. Dưới này nó là loa này. Đó. Đây. Bình thường thì chúng ta sẽ để nó như thế này. Đó. Con này thì ở đây nó có một cái học để chúng ta đựng cái dây. Cái này dây zin của nó đây, dây zin dạng dây xoắn này. Chúng ta sẽ để trong hộp này cộng thêm với cả một cái micro này để trong này nữa. Đó. Micro này còn nói được nha, sử dụng tốt luôn. Đó. Thì ở đây anh em có thể thấy thì máy về hàng rất là đẹp. Ở trên này thì có những cái nút được sử dụng của thằng cassette. Đấy, đây có một cái đèn bu. Bên này thì chỉnh bát xét to nhỏ. Đấy. Còn con 1390 này thì nó cũng vậy. Nhưng mà con này thì nó không có micro. Ở đây thì nó có cái hệ thống dây điện để chúng ta cắm nguồn. À đây nó có một cái gì này. À cái phía trong này là cái sử dụng cái pin của nó. Đó. Sử dụng pin. Phía trên này là phần của cái của cassette này. Phần trên này thì là to nhỏ. Cái này là chỉnh bát chét. Ở đây là chỉnh cái tiếng. Khi thu âm. Cái này là mấy cái dạng máy quân đội. Phía sau này thì anh em có thể thấy là nó là cái loa. Loa bát của nó tầm độ 16 phân. Đó. Thì chúng ta muốn để đứng thì đứng, mà để nằm thì nằm. Này nếu mà nằm xuống thì nó sẽ dạng như thế này. Đó. Dù ngàn năm sau vẫn không quên người ta.